wicked looks, we can get high. Because me gone, I feel alive. Anywhere, anyway, I will love you. I will love you. We rule the world, just you and I. Just let me down, we walk the line. But now nothing's gone wrong, I'll take a shot for you. Chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh xe máy nhập khẩu Bình Dương.com. Thì hiện tại cửa hàng của Hân đang tọa lạc tại địa chỉ khu phố 1, Hội Nghĩa, Tân Nguyên, Bình Dương. Hôm nay thì Hân muốn review cho các bạn về một cái dòng xe sang xịn mịn, đó là SH. Thì trước mặt mọi người đây là hai em SH 125. Hân đang có hai màu, đó là màu đỏ đô và màu trắng. Thì dòng này hiện tại bên Hân có giá bán là 87.500. Giá này là đã bao gồm thuế rồi nha mọi người. Đây là cái giá và của dòng xe cao cấp có phanh ABS. Đây mọi người thấy. Thì phanh ABS này có một cái đặc điểm rất là nổi bật, đó là có thể đảm bảo an toàn tính mạng cho mọi người khi mà mọi người đang đi trên đường với một cái vận tốc rất là cao. Thì khi mà mình thắng lại gấp á, thì cái phanh này nó sẽ giảm tốc độ lại cho mình một cách rất là an toàn. Hiện tại thì trước mặt em này á, thì là sử dụng hệ thống đèn LED rất là sáng, siêu sáng cho mọi người đi ban đêm luôn. Rồi thêm một cái ưu điểm đó là trong cái cốp xe thì sẽ có một cái hệ thống sạc điện thoại cho mọi người, để khi mà mình đi công việc hay là đi đâu đó mà xe mình hết pin á, thì mọi người có thể sạc điện thoại, nó rất là tiện luôn ha. Thì như mọi người cũng đã thấy thì mặt đồng hồ của em này rất là rộng luôn, rất là rộng, rất là lớn. Thì hiển thị hết những cái thông số lên trên này, mọi người có thể dễ dàng kiểm tra, dễ dàng kiểm soát xe mình nó đang như thế nào ha. Phần dưới đây á, nó là một cái nắp bình xăng. Thì mọi người có thể là đổ xăng mà không cần phải mở yên như những dòng xe khác. Hoặc là trời mưa hay là sau đó mọi người bất tiện việc mà lên xuống xe, thì yên tâm, em này nó có một cái ưu điểm rất là đặc biệt đó. Với lại là đây là hệ thống khóa thông minh, khóa smart key. Dòng xe này thì phù hợp với lại những cái bạn nào mà có cái chiều cao tầm 1m6 đổ lên. Như em là em 1m65 thì ngồi xe này mọi người thấy rất là vừa vặn luôn. Thì xe này phù hợp cho cả nam lẫn cả nữ nha mọi người. Đối với dòng này á, thì nếu như bạn nào muốn mua trả góp á, thì các bạn chỉ cần trả trước cho Hân 15 triệu thôi là các bạn có thể nhận xe về. Hồ sơ trả góp á, thì Hân sẽ tư vấn cho các bạn như thế này. Đầu tiên là mình cần có chứng minh với lại hộ khẩu hoặc là chứng minh với lại bằng lái. Trường hợp mà các bạn đã có căn cước công dân gắn chip rồi á, thì các bạn chỉ cần mang căn cước công dân tới thôi là Hân có thể lên hồ sơ cho các bạn. Bên Hân là bao nợ xấu luôn nha mọi người. Mấy các bạn mà đã từng mua góp rồi mà mình bị góp trễ á, thì Hân vẫn hỗ trợ các bạn được nha. Thì nếu như mà các bạn muốn liên hệ để mà tư vấn về dòng xe này, về vấn đề mua trả góp á, thì các bạn cứ liên hệ cho Hân qua số điện thoại 0865 970 739. Hiện tại số này của Hân đang sử dụng Zalo luôn nha. Tiếp theo đây thì Hân sẽ giới thiệu cho mọi người thêm về một dòng SH nữa. Em này á, thì gọi là SH Mod. Thì Hân thấy nha, Hân thấy thì các bạn nữ đang tìm hiểu về dòng này rất là nhiều. Tại vì dòng này nó đầu tiên là nó sang nè, nó nhẹ nè, với lại là cái giá thành nó cũng ổn định nữa, cho nên là phù hợp với tất cả các bạn mà đang muốn tham khảo về dòng SH. Con này thì các bạn nữ mà tầm 1m5 đổ lên đó nha là có thể chạy được con này rồi nha. Thì ưu điểm của em này á, cũng giống như SH nam, đó là có phanh ABS. Thì phanh ABS như các bạn đã biết rồi thì nó đảm bảo an toàn cho mình hơn khi mà mình di chuyển trên đường ha. Với lại thêm một cái ưu điểm đó là cái hệ thống đèn LED của em này là siêu sáng, phù hợp cho tất cả các bạn mà mình đi ban đêm. Với lại là hệ thống cái mặt đồng hồ của em này rất là rộng, rất là lớn. Thì nó hiển thị hết tất cả những cái thông tin lên trên này, các bạn có thể dễ dàng quan sát, có thể dễ dàng kiểm tra được xe của mình đang như thế nào. Em này cũng là phiên bản cao cấp, khóa smart key luôn nha mọi người. Hiện tại em này ở bên Hân đang có giá bán rất là mềm luôn. Hân báo giá cho các bạn là đã bao gồm thuế VAT, giá
thuế giá trị gia tăng rồi nha mọi người, sẽ không phát sinh thêm phí gì nữa, chỉ có là mình cộng thêm cái tiền biển số của mình vào thôi. Thì em này bên Hân đang bán với giá 67 triệu. Các bạn chỉ cần chạy trước cho Hân tầm 10 triệu là các bạn có thể nhận xe về rồi ha. Hồ sơ trả góp thì như lúc nãy Hân cũng đã nói, nó cứ y chang như vậy á. Nếu như mà các bạn đang có hứng thú, đang muốn tham khảo về dòng SH này á, thì các bạn có thể liên hệ với Hân qua số điện thoại 0865 970 739. Số này hiện tại Hân đang trực Zalo và xài chính luôn nha mọi người. Các bạn có thể liên hệ với Hân, Hân sẽ tư vấn hết tất cả mọi thứ thắc mắc cho mọi người ha. Thì hôm nay Hân muốn giới thiệu về IMSH này cho mọi người biết. Nếu như mà mọi người đang có hứng thú thì mọi người có thể inbox hoặc là gọi điện cho Hân, hỏi Hân về những cái dòng xe khác nữa. Hân sẽ làm riêng một clip khác để mà review về dòng xe khác. Thì các bạn yêu thích Hân thì các bạn để lại cho Hân một like, một subscribe để những lần sau Hân đăng clip các bạn nhận được thông báo nha. Xin chào mọi người.